được tình yêu với quê hương. Đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn bao giờ đây xa. Gió lớn mưa xa buông ngập quê nhà, bên trong nước rối rắm hết chỗ nói, dân lầm than khổ nạn. Bên ngoài Trung Quốc tiếp tục làm tăng căng thẳng tại Biển Đông. Khi đường lưỡi bò không có thật nhưng bắt đầu liếm, muốn liếm trọn Biển Đông. Đôi khi chúng ta cố tìm lại dấu tích xưa, nhớ lại những chuyện cũ. Chuyện vua Quang Trung đại phá quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu. Đại tư đồ Võ Văn Dũng là người được vua Quang Trung cử đi sứ vào những thời điểm quan trọng nhất. Ông cũng là một trong những tướng lĩnh trung thành cuối cùng đã chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ta đi lấy trái trường sa, ta đi vì tổ quốc, nhìn đời Việt Nam. Vua Càn Long Trung Quốc cũng đã từng tặng vua Quang Trung một bộ triều phục hoàng đế. Thời đi sứ, một thời cầu hôn con gái Càn Long, một thời đòi lấy hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Nguyễn Huệ không biết có phải vì kiêu hãnh mà mặc bộ triều phục này nên bị nhiễm độc hay không. Một thời gian sau, vua Quang Trung mất, khi đó mới 39 tuổi. Đất nước không may, vua Quang Trung chỉ lên ngôi 4 năm, một thời vận nước không may. Trong áo bào do Càn Long tặng vua Quang Trung, người ta đọc được có dòng chữ: Sa tâm chiết trục đa điền thử. Theo lối chiết tự chữ Hán, người ta luận rằng năm Tý, tức năm con chuột, vua Quang Trung Nguyễn Huệ chết. Vậy là Càn Long đã dự đoán trước cái chết của vua Quang Trung. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc nhớ lâu, thù dai và thật thâm hiểm khó lường. Nam, một đất nước đã làm nên những bài ca trữ tình và hùng tráng mà sao hôm nay làm gì cũng èo uột dở dang. Con người chưa bao giờ bị thống khổ và kinh hoàng như thế. Việt Nam, một dân tộc đầy tự tin và kiêu hãnh, ngày hôm qua, sao hôm nay lại trở nên tự ti và khiếp nhược? Họ là ai? Họ đã làm gì để đánh mất lòng tin của nhân dân? Biểu tình chống Trung Quốc, áo y vàng trong sân chùa với tấm bảng đưa cao, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Dấu ấn những danh tướng Tây Sơn ngập tràn Quy Nhơn Bình Định. Hoàng Đế Thành, trên núi Bôn, thấp thoáng mộ phần tướng sĩ Quang Trung trên nghĩa trang đảo Phú Quý. Trong những ngôi chùa xưa cô lạnh trên đảo. Được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ phải không còn ghi dấu bài tăng gia cuộc sống. Bạn hãy đến cánh đồng làng La Chữ vùng Hạ Lan, nằm cách cố đô Huế 4 km về phía bắc. Một thời nữ anh hùng Bùi Thị Xuân luyện voi đánh tàu, dư âm còn đó. Thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo. Bà chỉ huy đội tượng binh của đạo Trung Quân do vua Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy. Vùng Hạ Lan này còn những biếu đình tan hoang chơ vơ một thời phá đình đập miếu 1979. Cái đình làng La Chữ cháy 3 ngày mới hết lửa. Qua khỏi chợ La Chữ phía bắc, có một ngôi chùa yên vắng có tượng Quan Thế Âm cứu nạn cứu khổ. Chánh diện có tượng Phật ngao ngán nhìn cuộc đời là bể khổ. Nhiệt độ phương Bắc Tâm La, người Việt thăm năm châu mau đứng lên hướng về quê hương. Dù rằng sống nơi đâu ta mãi luôn vững lòng tranh đấu. Từ sinh viên đến muôn người gấp trốn, từ thôn quê đến bao thành phố lớn, biển rộng lên với trăm nghìn tay. Đặc biệt bên trái một bàn thờ có 3 thần vị. Lưu ý thần vị chỉ mở nắp trong ngày giỗ, linh vị không có nắp đại. May mắn thay, Điền thần vị thờ những bảo danh tướng Tây Sơn, dạ, thờ vợ chồng Vũ Văn, dạ, Dũng. Thì mà Bùi Thị Xuân chí thần vị. Cũng là ngày là thờ Bùi Thị Xuân đó này. Thần vị này, Bùi Thị Xuân. Cho cái kia, cái bài vị giữa nếu đọc không ra. Điền, cũng điền tiên thái bạc giả ngự. Khi mà vô Vũ Văn Dũng,
À, võ, võ là vũ đoán ạ. Võ bóng dụng chi thằng vị, giữa là thơ ông bóng dụng bên tây. Bên là tạc lâm ba vờ. Bên là tạc lâm ba vờ. Đúng rồi, bên đây là ba vợ, Lê Thị Vi. Cái giữa là thơ ông Vũ Dũng, bên cạnh là bà Bùi Thị Xuân, còn bên này là Lê Thị Vi. Bên cạnh thờ nữ anh hùng Bùi Thị Xuân viết bằng chữ nôm, chuyện đã hơn 200 năm qua. Bùi Thị Xuân là một trong Tây Sơn Ngũ Phụng Thư, là vợ Thái Phó Trần Quang Diệu và là một đô đốc của Vương Triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Với tài nghệ là tài kiếm thuật, bà còn giỏi bắn cung, cưỡi ngựa và luyện voi. Cộng với lòng dũng cảm, Bùi Thị Xuân cùng chồng nhanh chóng trở thành những tướng lĩnh trụ cột, góp công lớn trong công cuộc dựng sự nghiệp của nhà Tây Sơn ngay từ buổi đầu. Bà được ca ngợi có tấm lòng thương dân. Bà tuyên cáo rằng ai vác cày bừa nông cụ thì được coi là dân lành. Vì thế nạn trộm cướp và chống đối ở Quảng Nam, nhất là ở huyện Quế Sơn, nhanh chóng chấm dứt. Dân chúng trở lại được yên ổn làm ăn. Không vì tình riêng, bà còn nỗ lực đến giây phút cuối cùng của thời Tây Sơn. Đi trên đường, tay trong tay đều như vương. Để còn nhớ tiếng nói cha ông, dập vào đây sẽ phải vòng. Còn ghi dấu về đằng đằng cuộn sông. Để ngày sau nhớ hôm nay, người Việt Nam tay cầm tay, tình yêu nước đến bên nhau đừng chung đồng bào. Những danh tướng xưa kia giờ đây xác thân không biết nằm nơi đâu. Núi xương sông máu, bao nhiêu tướng sĩ Tây Sơn nằm nơi đâu không ai biết. Chuyện đã 200 năm trước. Những danh tướng giờ đây được thờ cúng đôi khi không ai ngó ngàng đến. Tại sao lại im vắng trong chùa? Các danh tướng xưa kia sao không hiện về phò trợ giúp cho những con người Việt Nam hôm nay? Trong khổ nạn đọa đày, trong hoạn nạn giặc tàu, người Trung Quốc giờ đây đã không còn nhân tính nữa. Tổ quốc của ta, hoa xa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta dậy lại, nỗi sống bên đau.